Đây nè. Đó, như kia giờ là nó đã giòn ngon lắm rồi nè. Chào các bạn, hôm nay mình lại nấu lại bữa tối nha bạn. Hôm nay nhà mình có hai con cá trê. Mình mua khoảng cỡ 42.000 các bạn. Thì mình có thêm một củ gừng nhỏ, 3 trái ớt nha bạn. Bây giờ mình sẽ chiên cá trê lên mình làm mắm gừng nha. Ăn chung với mắm gừng á. Mà hiện tại bây giờ hai con cá này mình đã làm sạch rồi. Bây giờ mình sẽ khứa nó ra nha bạn. Xong mình bắt lên mình chiên. Cái khi khứa nó ra mình chiên cho rất là ngon các bạn. Bây giờ mình sẽ khứa nó ra nha. Mình dùng con cá bằng khứa ra. Mình đã làm sạch. Mình chà muối, dùng nước sôi, lấy cục móc tanh ra luôn rồi bạn. Giờ mình sẽ cắt làm đôi đi. Mình khứa rồi mình sẽ cắt làm đôi. Đó. Con này nó hơi nhỏ hơn rồi bạn. Phần này chút mình sẽ làm mắm nha bạn, mình sẽ cho ra một bên. Đây, mình cắt lên đây bạn. Đó. Giờ mình sẽ quay sát lại cái bếp của mình nha bạn. Quay sát lại góc bếp nhỏ của mình nha. Thì mình sẽ cho dầu cho mình chiên đây bạn. Bật ra lên. Mình sẽ nhỏ dầu vô. Có bao nhiêu chiên dầu nè, còn hồi mình lại bỏ đi nha bạn. Mình không sử dụng dầu nữa, tại vì dầu chiên qua một lần mình không sử dụng lại. Này, bạn để cho nó nóng cái chảo dầu thôi, mình sẽ bỏ cá vô. Mình sẽ dùng một cái dung, lỡ nếu nó có văng nó bằng mình đẩy nó lại đi. Dầu mình nóng rồi nè bạn. Giờ mình sẽ bỏ con cá vào. Tiếp tục bỏ vào. Bây giờ mình chiên, mình để cho chiên giòn như không bạn. Thôi mình hãy chở nha. Ví dụ chiên giòn qua một lớp rồi mình hãy cỡ lại, chứ mình đừng có cỡ là nó sẽ không ngon con cá nữa rồi. Bây giờ mình sẽ thời gian mình sẽ chờ cho nó giòn là mình sẽ đi đâm mắm gừng nha bạn. Hey, bây giờ cái mắm cái ấy hồi nãy của mình nè bạn, bây giờ mình sẽ cho vào đây muỗng đường, muỗng đường ngọt nè bạn. Mình giả mắm gừng nữa, mình không còn tỏi, chỉ có gừng với ớt thôi nha bạn, cho nó không có văng nước, không có văng nước ngon là đường một phần sẽ tan ra hết á. Rồi mình làm mắm cho nó ngon đó bạn. Bây giờ mình bắt đầu giả nha. Giờ mình sẽ giả bạn. Mình giả vô gừng này nó ác với ớt này nó ác hết đây nha bạn. Nó còn nữa nó còn ngon. Thơm quá. Sẹt luôn á. Yeah.
Bây giờ mình xuyên cái chén, mình múc ra hết nha bạn. Đó, mình nghĩ như vậy nè. Các bạn, dạ dạ. Rồi bắt đầu mình sẽ cho mắm với chanh nha bạn. Mình sẽ cho vào đây cỡ, nếu ăn nhiều bạn cho nhiều, ăn ít bạn cho ít. Rồi mình ăn một bữa trưa với hai con cá là sẽ 4 muỗng đó bạn. 3 muỗng, 4 muỗng. Mình sẽ ngậm chanh vô nha. Rồi, sẽ cho vào đây một miếng chanh. Sẽ lùi hộp nó ra. Bây giờ mình sẽ quậy lên. Rồi đường nó cũng tan mà nó cũng vừa đó, vậy sẽ ngon mắt. Đây là nước chấm với cá chay chiên của mình đây. Mắm gừng nha bạn. Bây giờ muốn gần là mình kết thúc, mình sẽ đi kiểm tra cá của mình nha. Kiểm tra nấu cá của mình là bây giờ nó sẽ đằng vàng lên, mình đằng vàng lên và mình sẽ đỏ. Bây giờ mình sẽ kiểm tra đúng rồi. Đi bạn. Đó, nó vàng như vậy nè bạn. Mình sẽ đỏ nó nè. Như vậy là được rồi nha. Mình thích vàng hơn thì mình sẽ cho vàng hơn. Giờ mình sẽ chiên thêm một bên này cho nó vàng nữa nha bà. Chiên cho nó vàng nữa là mình nó chết ra được. Giờ mình kiểm tra áo mình nữa. Nó là có người hơi là vàng nữa. Kiểm tra nữa nữa nè bà. Cái da của con cá tê mẹ nó rất là dễ nữa bà. Nếu bạn có cẩn thận cẩn thận nữa lên cái mặt của mình nữa. Đó, nó đã ngon rồi các bạn. Mình sẽ dùng cái chiên mình phải đẩy vô nữa đó. Cái con này bạn nào không quen nó sẽ nổi cái nạc đó nha. Vậy là gần được rồi bạn. Cái gần này không được thì nó đã được rồi. Tại vì mình ăn giòn nên mình cho giòn thêm tí nữa. Cái gần mình là chi ăn giòn nên nó ít thôi rồi. Mình phải làm cho nó giòn thôi mà tí nữa đó. Mình hít vào thêm tí nữa. Mỗi người cũng mỗi cái sở thích khác nhau á. Nhiều khi bạn là thích vừa, bạn thì thích vàng hơn. Mình sẽ chờ thêm tí nữa nha bạn. Này là ngon lắm rồi các bạn, mình sẽ tắt ra nha bạn. Mình sẽ tắt ra. Sẽ gói cái ra nha bạn. Mọi người nè. Đó, như giờ là nó đã ngon lắm rồi nè.
Thôi, miếng cá tiên mình chiên cho miếng gừng nó xong rồi bạn. Mình sẽ quay lại cho bạn coi với nước chấm nha. Xong rồi nè bạn. Giờ con mình nó khóc rồi. Mình có hơi lu bu quá, mình đi lên con là mình chào các bạn nha. Các bạn lại lần sau. Nếu mà các bạn nào có chiên mà kiểu như là có một cái cách khác á, thì các bạn nhớ comment ở dưới và bình luận cho mình tham khảo thêm nha bạn. Có gì hẹn các bạn lại lần sau. Tạm biệt các bạn nha.